Thái Lan được mệnh danh là xứ sở chùa vàng với khoảng 40.000 ngôi chùa lớn nhỏ trên khắp cả nước. Tại Thái Lan hiện có khoảng 95% dân số theo Phật giáo. Trong video đầu tiên mở màn chuỗi series về đất nước Thái Lan, Alex sẽ đưa các bạn ghé thăm những ngôi chùa nổi tiếng nhất tại thủ đô Bangkok hay tên mới là thủ đô Krung Thep. Phật giáo ở Thái Lan phần lớn thuộc trường phái Nam Tông. Trường phái này ở Việt Nam chủ yếu ở khu vực miền Nam, nhất là trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ. Từ Wat trong tiếng Thái có nghĩa là chùa. Nếu bạn nhìn thấy tên một địa điểm nào đó bắt đầu bằng từ Wat thì đó nghĩa là chùa. Trước khi bắt đầu, Alex muốn giới thiệu đôi chút về chế độ chính trị tại Thái Lan. Thái Lan hiện đang theo chế độ quân chủ lập hiến, trong đó vua Thái Lan là nguyên thủ quốc gia cao nhất, tổng tư lệnh quân đội và là nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo của đất nước. Vua Thái Lan hiện nay là Rama X. Chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh về hoàng gia Thái Lan ở mọi nơi trên khắp đất nước này, từ ga tàu, sân bay, trung tâm thương mại, trên đường phố và trong mỗi nhà dân. Cung điện hoàng gia được xây dựng từ năm 1782 bên hữu ngạn sông Chao Phraya dưới thời vua Rama I, là vị vua đầu tiên của vương triều Chakri. Hoàng cung là nơi ở chính của vua và cũng là nơi hoạt động của chính phủ với hàng ngàn người trong suốt thời kỳ quân chủ chuyên chế từ năm 1782 đến năm 1932. Ngày nay hoàng cung là nơi tổ chức nghi lễ và phục vụ du lịch. Địa điểm đầu tiên chúng ta ghé thăm là Wat Phra Kaeo, tiếng Việt là Chùa Phật Ngọc. Chùa được xây dựng bởi vua Rama I vào năm 1782 nằm trong khuôn viên của hoàng cung để thờ Phật Ngọc. Nhà nguyện Phật Ngọc Phra Ubosot là công trình quan trọng nhất trong quần thể chùa, thờ Phật Ngọc và được sử dụng làm nơi xuất gia cho các nhà sư. Đây là hai trong số 6 cặp vị thần gác cổng tại chùa Phật Ngọc. Hầu hết đều hướng về nhà nguyện như đang bảo vệ chùa khỏi các linh hồn ác quỷ. Chúng ta đang đi lên bảo tháp vàng Phra Siratana Chedi, được xây dựng bởi vua Rama IV vào năm 1855 để lưu giữ xá lợi của Đức Phật. Bên cạnh bảo tháp vàng là Phra Mondop, thư viện Phật giáo, được xây dựng dưới thời vua Rama I vào năm 1789. Bên trong chứa một tủ sách khảm xà cừ lớn rất đẹp để cất giữ kinh Phật. Đằng sau thư viện này là mô hình của Angkor Wat, được vua Rama IV xây dựng cho thần dân của mình biết những tàn tích của người Khmer trông như thế nào. Angkor Wat thật ở Campuchia rất lớn, diện tích gần 163 hectare. Ôi, trên này có cái chuông ấy. Cái chuông nhỏ nhỏ ấy. Mỗi lần gió nó thổi là nó có tiếng kêu. Nhìn này, ôi, vi diệu. Mô hình của chùa. Nhìn đẹp không? Có, có đó. Ừ. Nhìn giống lắm. Ui, nhìn mấy cái khe này dã man thật. Mô hình có một cổng. Quá đẹp luôn. Làm bằng đất à? Bao quanh khuôn viên chùa Phật Ngọc là tranh tường về sử thi Ramakien rất nổi tiếng tại Thái Lan, mô tả câu chuyện về cuộc chiến giữa vua quỷ Tosakan và vua loài người Rama dựa theo sử thi Ramayana của Ấn Độ. Một chút nữa tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn về sử thi này. Nhân tiện khi chúng ta đang ở Hoàng Cung, tôi sẽ giới thiệu một vài công trình đặc biệt khác ngoài chùa Phật Ngọc. Chúng ta đang bước vào tòa Amarindra Vimichai được xây dựng bởi vua Rama I. Đây là nơi nhà vua gặp gỡ các quan chức nhà nước và các đại sứ nước ngoài. Đây, chắc bên trong là cái này. Ngai này. Ngai vàng. Rực rỡ quá. Không biết mô tả thế nào nữa. Màu sắc nhỉ. Bên cạnh Amarindra Vimichai là Chakri Mahaprasad, dinh thự hoàng gia được xây dựng bởi vua Rama V vào năm 1877.
Đây là tòa nhà duy nhất trong hoàng cung, với phần dưới của chính điện theo phong cách châu Âu kết hợp với mái kiểu Thái. Hiện nay dinh thự này được sử dụng cho các bữa tiệc của nhà nước. Bên cạnh dinh thự này là Dusit Maha Prasat, từng là nơi ở của vua, nữ hoàng và các thành viên trong hoàng tộc. Nơi đây được sử dụng để tổ chức lễ duyệt binh hàng năm. Tại khu vực này, du khách cũng có thể chứng kiến lính gác hoàng gia tuần hành và giao ban. Ôi, có mặt của mấy anh đấy ở đằng trước ngực luôn. Đây là đóng đinh. Giày sắt. Chân trước xong mới được phật tay. Cách hoàng cung 700m về phía đông là nhà hát hoàng gia Sala Chalamkrung. Nhà hát được xây dựng từ năm 1933 dưới thời vua Rama VII. Ngày nay nhà hát là nơi tổ chức các buổi biểu diễn múa truyền thống Thái Lan. Nếu bạn đến hoàng cung, hãy giữ lại vé để sử dụng tiếp tại nhà hát này. Tại nhà hát, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần sẽ có 5 khung giờ trong ngày tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật. Trong 30 phút, chúng ta sẽ được xem biểu diễn những điệu múa dân gian truyền thống của 4 vùng miền Thái Lan và đặc biệt là kịch múa mặt nạ Khon truyền thống của Thái dựa theo sử thi Ramakien với dàn nhạc sống ngay trên sân khấu. Sử thi Ramakien là câu chuyện kể về vua quỷ Toshakan bắt cóc hoàng hậu tên là Sita của vua loài người Rama và đưa cô đến thành phố Lanka, nơi hắn hy vọng rằng cô sẽ yêu hắn, nhưng cô không yêu. Sau đó diễn ra trận chiến giữa một bên là Toshakan và người thân bạn bè của mình, và một bên là vua Rama và quân đội khỉ cùng thần khỉ Hanuman. Cuối cùng, Toshakan bị đánh bại và vua Rama đưa nàng Sita trở lại Ayodhya, thành phố của ông. Đây là câu chuyện ngụ ngôn về chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ ghé thăm là chùa Phật nằm Wat Pho. Khuôn viên của chùa nằm kế bên khuôn viên của hoàng cung. Một công trình quan trọng trong chùa là nhà nguyện, nơi thực hiện nghi lễ của chùa, được xây dựng từ thời vua Rama I, sau đó được cải tạo và mở rộng dưới thời vua Rama III. Bên trong là tượng Đức Phật ngồi trên bệ 3 tầng trong tư thế tập trung, bên dưới bệ là một phần tro cốt của vua Rama I. Xung quanh nhà nguyện là 4 tịnh xá Phra Viharatis nằm ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Trong mỗi tịnh xá, đặt tượng Phật ở các tư thế khác nhau, theo các sự kiện lịch sử trong hành trình của Đức Phật. Tịnh xá phía đông có tượng Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Tịnh xá phía tây là tượng Phật ngồi thiền dưới sự bảo vệ của thần Naga, tức thần rắn nhiều đầu. Tịnh xá phía bắc liên quan đến thời kỳ Đức Phật ở một mình trong rừng, được chăm sóc bởi một con voi và một con khỉ. Và đây là tịnh xá phía nam, có tượng Đức Phật giảng bài học đầu tiên cho 5 đệ tử. Giữa các tịnh xá này là hành lang đặt những tượng Phật dát bằng vàng lá. Chúng ta có thể thấy trong khuôn viên chùa có rất nhiều tháp hình chuông lớn nhỏ như thế này, tiếng Thái gọi là che đi.
Trước đây, bốn vị vua đầu tiên của triều đại Chakri là các vua Rama 1, 2, 3, 4 thường xuyên đến đây để cúng dường, nên trong khuôn viên của chùa có bốn che đi lớn cao 42 mét bằng đá khảm sành sứ được xây lên để tưởng niệm bốn vị vua này. Địa điểm đặc biệt nhất trong khuôn viên chùa là nơi có bức tượng Phật nằm khổng lồ. Hãy cùng Alex tìm đến bức tượng Phật này nhé. Đây là tượng Phật nằm đây. Cực kỳ to. À, phải để giày và xách theo. Mang đi luôn. Tượng Phật nằm có chiều dài 46 mét, chiều cao 15 mét, được đổ bằng thạch cao, phủ lên phần gạch bên trong. Còn bên ngoài được phủ kín bằng vàng lá và nằm trên một chiếc bệ cũng được dát vàng. Phần mắt và chân tượng Phật làm bằng gỗ khảm xà cừ. Hai lòng bàn chân của Phật có chiều cao 5,5 mét, trên ấy có những hình tượng hoa văn được khảm ngọc, mô tả 108 tướng tốt của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đằng sau lưng tượng Phật là hoạt động thả xu điều ước. Với 20 bạc, chúng ta sẽ đổi được một bát chứa đầy 108 đồng xu. Chúng ta sẽ có một điều ước khi thả xu vào mỗi chậu như thế này. Gần điện có tượng Phật nằm, là nơi đổi nước uống miễn phí sử dụng vé vào cửa. Bạn nên giữ lại vé này để đến đây đổi nước nhé. Đặc biệt nếu đi du lịch Thái Lan vào mùa hè, một chai nước mát sẽ rất quan trọng đấy. Mát quá. Nước ở chùa Wat Pho. Một ngôi chùa nữa nổi tiếng không kém nằm đối diện chùa Phật nằm. Bên kia bờ sông Chao Phraya là chùa Bình Minh Wat Arun. Để di chuyển sang chùa Bình Minh, bạn có thể đi bộ ra bến phà Tha Tiên ngay cạnh chùa Phật nằm để đi thuyền sang đó. Alex sẽ không sang tham quan chùa mà lựa chọn thuê một chiếc thuyền nhỏ để đi ngắm cảnh sông Chao Phraya. Từ đây chúng ta có thể ngắm chùa Bình Minh vào lúc hoàng hôn rất đẹp vì mặt trời lặn ngay phía sau ngôi chùa. Thuyền nhỏ như thế này dễ luồn lách vào những con kênh đổ ra sông Chao Phraya. Sông Chao Phraya. Ôi ông ơi cho. Giá xăng giảm rồi mà vẫn cố định.
Hai bên bờ kênh, chúng ta có thể ngắm nhìn và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương, khá giống với miền Tây sông nước của Việt Nam. Nhấn của hành trình sông nước này là chúng ta sẽ đi qua một ngôi chùa có tên là Wat Pak Nam Phasi Charon, nơi có bức tượng Phật vàng ngồi bên dòng kênh rất kỳ diệu. Vậy là đã hết một ngày khám phá những ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok. Cảm ơn bạn đã xem đến phần cuối của video này. Hãy tiếp tục theo dõi những hành trình tiếp theo của Alex tại Bangkok và Thái Lan trong những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại vào tuần tới.